Lộ, lộ, rồi. Đây nhá, bữa sau các bạn cũng phải dùng cái phần mềm để quay lại cái phần thuyết trình của các bạn trên video. Thì thầy làm video này hướng dẫn luôn đi. Thì các bạn download Bandicam về, Bandicam đây là phần mềm có phí nhá. Ở đây thầy dùng bản Profitable nên nó không mất phí, dùng vĩnh viễn mà dùng cũng ổn nữa, không vấn đề gì. Thì trước khi mà các em bật lên ấy, giờ là tải về dễ nén ra thì nó chưa có gì hết, các em phải chọn đây này, chọn các chế độ quay. Ví dụ đây chúng ta dùng full screen đúng không, là phần thứ nhất nhá. Ở đây nếu có cam thì mình bật cam đây đấy, còn không thì thôi. Mic mic thì tự nó khi nói thì các bạn nhìn thấy mic có thì nó nhảy nhảy lên đấy, nó nhảy chỗ này này thì mới gọi là mic vào. Còn nếu như mic mà không vào thì các bạn phải vào trong cái video, kèm vào setting ở đây này, kèm ở chỗ sound này nhá. Sound đây thì các bạn sẽ chọn là kèm để biết được cái phone của mình là phone nào đang cắm vào. Ở đây các bạn nên cắm cái tai phone á, máy laptop thì cắm cái tai phone nghe cũng được, còn máy máy để bàn thì nên cắm cái tai phone có đeo đeo tai. Sau đó các bạn gì nhỉ, các bạn chọn nha. Các bạn muốn biết cái phone nào của mình thì các bạn phải thử rút ra rút vào để biết đúng không ạ. Thì cái nào mất là mình biết là cái đó là của mình, thì sau đó mình chọn đúng cái đó. Sau đó các bạn ok ở đây. Một cái nữa đó là cái trong cái chain có phần welcome ở đây này. Các bạn thích bật welcome thì mình mở ra add cái gì đó vào đây, add welcome. Đây là phần cả cái phần hiệu ứng khi mà các bạn click chuột trên màn hình đó, ví dụ add màu rồi highlight này, thích màu gì thì chọn đây. Thích ví dụ các bạn muốn khi nào đưa đưa đâu đó thì cái màu nó lên đó cho dễ nhìn chẳng hạn, thì có thể click chọn màu ở đây cũng được nhé. Đấy, ví dụ thầy chọn cái màu nó dịu dịu tí là màu ở cái màu này đi, cũng không dịu lắm, rồi màu này cho nó ghê. Đây mình chọn ok nhé. Rồi các cái opacity ví dụ cầm một size là bao nhiêu đó, kích thước size của cái này là bao nhiêu đó thì mình chọn ở đây. Đấy. Rồi nói chung là mình làm sao để cho nó ấy thôi. Left click, right click hiệu ứng cho cái nào á, mình chọn cả hai cái luôn đúng không ạ? Ở đây mình dùng left click đi. Rồi, cái phần logo. Logo ở đây này, các bạn có thể chọn đến cái đường dẫn. Đầu tiên mà các bạn muốn add logo cho cái video mình đang quay thì các bạn phải tích vào đây đúng không ạ? Sau đó chọn cái đường dẫn đến cái file logo và nó cho các em chọn góc đặt đây này. Cái góc đặt của nó các em phải tích vào nó mới có. Đây là góc đặt. Đấy. Trên cùng bên trái này, ở phía giữa cùng này. Bình mặc định ở bên bên phải dưới cùng đúng không? Ở đây này. Tuy nhiên đây thì thầy không có add làm gì hết á. Chọn cái logo bé bé vừa vừa thôi, kích thước khoảng tầm 64 ha. Nhiều nhất là 64 hoặc là 80 đó, chứ đừng có to quá nó xấu. Được chưa? Hoặc là nếu các bạn có thể chỉnh độ cái size nó đây này. Opacity thì cái kích thước cũng được luôn đó. Rồi, left margin, right margin, ví dụ các em muốn cách bên trái bên phải thì nó nằm đây, cái logo nằm cách trái phải thì kích thước ở đây, được chưa? Rồi bên đây là một số cái option khác, ví dụ như là cái quay đó, cái thước quay đó không có gì nữa. Rồi xong rồi đúng không ạ? Cái này là mình disable những cái tiếng mà ngoài cái tiếng loa của mình ấy, thì mình disable đi những cái loa mà những cái tiếng mà nó ghi luôn ở trong cái này này, mình disable đi, mình đừng có để đấy. Đấy là mấy cái phần trên option nha. Còn ở đây ví dụ đây nó có cái tiếp theo vẫn trong cái phần video này này, đây nó có mấy cái phần hotkey ấy, cái bần cái phím để lúc mình phím tắt ấy. Ví dụ mình record hoặc là hoặc stop đây thì nhấn F12. Ở đây thường thường lúc mà mình lập trình á, cái F12 này mình hay dùng cho nên là thôi đừng có đoán đặt, nó rất là nguy hiểm. Ví dụ mình bật cái cửa sổ developer ở phía dưới trình duyệt á. Đấy, mà nhấn F12 cái nó tắt luôn cái phần này. Thầy bị mắc mấy lần nên thầy thường tắt đi. Thực ra chỗ này mình không cần nhé, mình muốn tắt lên thì mình cứ bật lên mình tắt thôi. Đấy, đấy phần video, một số phần khác thì thôi mình không có để ý nữa. Đấy. Cái này thư mục lưu trữ nhá, kem kích vào đây này, chọn đến cái thư mục lưu. Đó, nhưng mà cái này là trước khi mình quay mình phải làm rồi đúng không ạ? Còn đây đang quay thì đã chọn sẵn rồi mục lưu. Khi mà kem tắt ở đây, kem tắt
Tắt ở đây thì nó stop á, stop luôn á. Còn tạm dừng thì đây, mình tạm dừng này, tạm dừng sau đó bật. Khi tạm dừng xong thì mình bật lại để quay. Còn không thì gì? Không thì các em sẽ stop luôn. Sau khi stop xong, các bạn có thể là kích vào cái folder này này để mình xem cái video nó vừa quay xong đấy đúng không ạ? Đây, video vừa quay xong là nó hiện đây luôn đúng không? Tại vì mình chưa xong thôi. Mình đổi tên cái thứ gì đó, để vân vân. Ở đây là những cái auto complete recording, có nghĩa tự động nó hoàn thành gì đó. Đấy, thì phần này tốt nhất là mình đừng có đặt, cái này đặt phải đặt mấy phút đúng không ạ, thì tự nó hết, nhưng mà mình đâu biết lúc nào là mình hết phim. Rồi thì hướng dẫn cái này để đăng cho các em, để sau này các em dùng. Rồi, dùng để cho mình còn biết được đúng không ạ. Không, bởi vì hôm trưa có mấy bạn quay xong rồi bảo em không biết làm thế nào để lưu mic. Rồi, những cái phần này các em tìm hiểu, tự tìm hiểu thêm nhé.